Phương Thúy xin kính chào quý vị và các bạn đang cùng đến với bản tin thời sự nóng, cập nhật liên tục trên kênh Tin Mới. Chương trình ngày hôm nay của chúng tôi có những nội dung đáng chú ý nào? Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Bản tin tổng hợp tình hình Biển Đông ngày hôm nay, tiêm kích Trung Quốc kè sát trinh sát cơ Mỹ trên Biển Đông. Thưa quý vị, một chiến đấu cơ của Trung Quốc đã áp sát một máy bay của lực lượng không quân Mỹ trong phạm vi 10 feet, khoảng 3 mét ở khu vực Biển Đông đang nằm trong tranh chấp. Vụ việc xảy ra vào tuần trước đã buộc máy bay của Mỹ phải thực hiện các thao tác tránh né, đã không xảy ra một vụ va chạm trên không trong không phận quốc tế. Quân đội Mỹ hôm qua cho biết cuộc chạm trán rất gần này diễn ra sau cái mà Washington gọi là xu hướng hành vi ngày càng nguy hiểm gần đây của các máy bay quân sự Trung Quốc. Quân đội Mỹ cho biết trong một tuyên bố rằng vụ đối đầu trên không mới nhất liên quan đến một máy bay chiến đấu J-11 của Hải quân Trung Quốc và một máy bay RC-135 của Không quân Mỹ. Nó diễn ra vào tuần trước. Chúng tôi hy vọng tất cả các quốc gia trong khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương sử dụng không phận quốc tế một cách an toàn và phù hợp với luật pháp quốc tế. Tuyên bố của quân đội Mỹ cho biết thêm, một phát ngôn viên của quân đội Mỹ cho biết máy bay phản lực Trung Quốc đã tiếp cận sát máy bay của họ chỉ trong phạm vi 10 feet, khoảng 3 mét, nhưng cách mũi máy bay 20 feet, khoảng 6 mét, khiến máy bay Mỹ phải thực hiện các thao tác tránh máy bay Trung Quốc. Mỹ đã nêu vấn đề này với chính phủ Trung Quốc, một quan chức của Mỹ cho hay. Đại sứ quán Trung Quốc tại thủ đô Washington DC đã không trả lời ngay lập tức trước yêu cầu bình luận về vụ việc mới đây. Trước đây, Trung Quốc từng nói rằng Mỹ đưa tàu và máy bay vào Biển Đông là không tốt cho hòa bình. Máy bay và tàu quân sự của Mỹ thường xuyên thực hiện các hoạt động giám sát và đi qua khu vực Trung Quốc, đòi chủ quyền đối với những vùng rộng lớn ở Biển Đông, chống lấn với vùng độc quyền kinh tế của Việt Nam, Malaysia, Brunei, Indonesia và Philippines. Cuộc tranh chấp trên Biển Đông giữa Bắc Kinh với các nước trong khu vực nhiều lần trở nên căng thẳng vì những hành vi quyết liệt của Trung Quốc. Hàng nghìn tỷ đô la thương mại chảy vào tuyến đường biển ở Biển Đông hàng năm, và vùng biển này cũng là nơi các ngư trường và mỏ khí đốt dồi dào. Trong cuộc gặp với người đồng cấp Trung Quốc vào tháng 11, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã nêu ra nhu cầu cải thiện các cuộc tiếp xúc liên lạc trong khủng hoảng, đồng thời lưu ý điều mà ông gọi là hành vi nguy hiểm của máy bay quân sự Trung Quốc. Bất chấp căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc, các quan chức quân đội Mỹ từ lâu đã tìm cách duy trì các đường dây liên lạc cởi mở với đối tác Trung Quốc của họ để giảm thiểu nguy cơ bùng phát xung đột tiềm ẩn hoặc để giải quyết bất kỳ vụ việc xảy ra bất ngờ nào. Bộ Quốc phòng Australia hồi tháng 6 cho biết một máy bay chiến đấu của Trung Quốc đã chặn một cách nguy hiểm một máy bay do thám của quân đội Australia ở khu vực Biển Đông vào hồi tháng 5. Vào tháng 6, quân đội Canada đã cáo buộc các máy bay chiến đấu của Trung Quốc quấy rối máy bay tuần tra của họ khi họ theo dõi các hoạt động trốn tránh lệnh trừng phạt của Triều Tiên. Vụ việc này đã khiến các máy bay Canada phải chuyển hướng khỏi đường bay của họ. Mối quan hệ giữa Trung Quốc và Mỹ đang rất căng thẳng với việc hai nền kinh tế lớn nhất thế giới đối đầu về hàng loạt vấn đề từ Đài Loan, nhân quyền cho đến các hoạt động quân sự của hai bên ở Biển Đông. Trước đó ít ngày, Trung Quốc cáo buộc Mỹ gây căng thẳng và phá hoại hòa bình ổn định ở Biển Đông, trong khi Washington chỉ trích Bắc Kinh coi thường các nước khác trong khu vực. Trong một tuyên bố vừa qua, Đại sứ quán Trung Quốc tại Philippines đã cáo buộc Mỹ tìm cách gây chia rẽ Manila và Bắc Kinh, đồng thời lên án các cáo buộc vô căn cứ từ phía Washington, cho rằng nước này đang khuấy động rắc rối ở Biển Đông, theo hãng tin Reuters. Đại sứ quán Trung Quốc cho rằng đôi khi những khác biệt và xung đột giữa các nước láng giềng là không thể tránh khỏi, nhưng các bên đều giải quyết thông qua đối thoại và tham vấn. Tuy nhiên, theo phía Trung Quốc, Mỹ đã không ngừng can thiệp vào các tranh chấp ở Biển Đông, gieo rắc bất hòa giữa các nước trong khu vực, gây căng thẳng và làm tổn hại tới hòa bình, ổn định khu vực. Những gì Mỹ đang thực hiện hoàn toàn không phải giúp đỡ bất kỳ bên nào một cách chân thành, mà chỉ để phục vụ lợi ích địa chính trị của họ, theo tuyên bố của Đại sứ quán Trung Quốc tại Philippines. Tuyên bố trên của Đại sứ quán Trung Quốc tại Philippines đưa ra sau khi người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price hôm vừa qua bày tỏ quan ngại về sự gia tăng hiện diện của đội tàu Trung Quốc ở Biển Đông, cũng như một sự cố liên quan tới một mảnh tên lửa trôi nổi ở vùng biển này. Ông Price nhận định hành động của Bắc Kinh phản ánh việc nước này tiếp tục coi thường các quốc gia khác ở Biển Đông cũng như những nước hoạt động hợp pháp trong khu vực. Bên cạnh đó, ông cũng tái khẳng định Mỹ luôn sát cánh cùng với Philippines trong việc duy trì trật tự quốc tế dựa trên luật lệ và tự do hàng hải ở Biển Đông được đảm bảo theo luật pháp quốc tế. Mỹ, Trung Quốc đấu khẩu nhau về Biển Đông.
Trung Quốc cáo buộc Mỹ gây căng thẳng và phá hoại hòa bình, ổn định ở Biển Đông, trong khi Washington chỉ trích Bắc Kinh coi thường các nước khác trong khu vực trong một tuyên bố vào hôm vừa qua. Đại sứ quán Trung Quốc tại Philippines đã cáo buộc Mỹ tìm cách gây chia rẽ Manila và Bắc Kinh, đồng thời lên án các cáo buộc vô căn cứ từ phía Washington, cho rằng nước này đang tìm cách khởi động rắc rối ở Biển Đông, theo hãng tin Reuters. Đại sứ quán Trung Quốc cho rằng đôi khi những khác biệt và xung đột giữa các nước láng giềng là không thể tránh khỏi, nhưng các bên đều giải quyết thông qua đối thoại và tham vấn. Tuy nhiên, theo phía Trung Quốc, Mỹ không ngừng can thiệp vào các tranh chấp ở Biển Đông, gieo rắc bất hòa giữa các nước trong khu vực, gây căng thẳng và làm tổn hại tới hòa bình, ổn định khu vực. Những gì Mỹ đang thực hiện hoàn toàn không giúp đỡ bất kỳ bên nào một cách chân thành, mà chỉ để phục vụ lợi ích địa chính trị của họ. Theo tuyên bố của Đại sứ quán Trung Quốc tại Philippines, tuyên bố trên của Đại sứ quán Trung Quốc tại Philippines đưa ra sau khi người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price vào hôm vừa qua bày tỏ quan ngại về sự gia tăng sự hiện diện của đội tàu Trung Quốc ở Biển Đông, cũng như một số sự cố liên quan tới mảnh tên lửa trôi nổi ở vùng biển này. Ông Price nhận định hành động của Bắc Kinh phản ánh việc nước này tiếp tục coi thường các quốc gia khác ở Biển Đông cũng như những nước hoạt động hợp pháp trong khu vực. Bên cạnh đó, ông cũng tái khẳng định Mỹ luôn sát cánh cùng với Philippines trong việc duy trì trật tự quốc tế dựa trên luật lệ và tự do hàng hải ở Biển Đông được đảm bảo theo luật quốc tế. Vào tuần trước, Philippines bày tỏ sự quan ngại sâu sắc trước thông tin về đội tàu Trung Quốc ở Biển Đông. Vụ việc xảy ra vài ngày sau khi Bộ Ngoại giao Philippines gửi công hàm phản đối một tàu hải cảnh Trung Quốc mà theo phía Manila là đã tiếp nhận chặn đường và cắt dây theo một mảnh tên lửa trôi nổi trên biển đang được một tàu Philippines lai dắt ở Biển Đông. Bắc Kinh đã lên tiếng bác bỏ cáo buộc trên, nói rằng vật thể là một mảnh vỡ từ vỏ bảo vệ phần mũi của một con tàu vũ trụ do Bắc Kinh phóng. Trong một diễn biến khác, Hoàn Cầu Thời báo vào tối ngày hôm qua dẫn thông cáo của Hội đồng Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Hỗn hợp Nhật Bản cho hay, tàu sân bay Liêu Ninh của Trung Quốc gần đây lần đầu tiên đến gần Guam, căn cứ quân sự then chốt của Mỹ ở chuỗi đảo thứ hai. Hoạt động trên nằm trong cuộc tập trận ở Tây Thái Bình Dương và tàu sân bay này đi cùng các tàu Thai 055, 052D, 054A và 901. Tàu Liêu Ninh có thể chở theo khoảng 260 tiêm kích và trực thăng, tiến hành các hoạt động cất cánh và hạ cánh. Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Mỹ cáo buộc Trung Quốc cho tiêm kích can thiệp thiếu an toàn chuyến trinh sát trên Biển Đông. Tiêm kích J-11 của Hải quân Trung Quốc vào tuần trước tiếp cận trinh sát cơ RC-135 của Không quân Mỹ khi máy bay quân sự Mỹ đang hoạt động trên không phận quốc tế ở Biển Đông. Theo thông cáo vào ngày hôm qua của Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương Indopacom, máy bay Trung QuốC có thời điểm bay trước mũi chiếc RC-135 với khoảng cách hơn 6 mét. Tình huống này buộc các phi công Mỹ chọn bẻ lái gấp để tránh va chạm. Tổ bay trên chiếc RC-135 hôm đó có khoảng 30 người. Indopacom khẳng định chuyến bay là hoạt động thường kỳ hợp pháp. Một video được chia sẻ trên mạng xã hội về vụ chạm trán giữa hai máy bay cho thấy chiếc J-11 bay gần phần đầu chiếc RC-135 ở khoảng cách phi công nhìn thấy dễ dàng qua cửa kính. Giới chức Lầu Năm Góc lý giải, khi máy bay Trung Quốc tiến vào khoảng cách gần như vậy, phi công J-11 sẽ khó giữ được tầm nhìn bao quát và an toàn do máy bay Mỹ quá lớn. Tổ bay trên chiếc RC-135 do đó chọn bẻ lái và bay tránh chiếc tiêm kích của Trung Quốc. Quan chức Mỹ cho biết phần lớn những cuộc chạm mặt trên không, trong đó có những lần giữa không quân Mỹ và Trung Quốc, được thực hiện an toàn và chuyên nghiệp. Tuy nhiên, khi xảy ra sự cố chạm trán và được đánh giá là thiếu an toàn, Washington sẽ phản ứng qua các kênh liên lạc ngoại giao lẫn quân sự với Bắc Kinh. Lực lượng liên hợp của Mỹ ở Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương ủng hộ một khu vực tự do và rộng mở, cam kết tiếp tục hoạt động hàng hải và hàng không ở hải phận không phận quốc tế, vì sự an toàn của mọi tàu thuyền và máy bay theo luật pháp quốc tế, Indopacom thông báo. Trung Quốc hiện chưa bình luận về thông tin từ Mỹ. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại! Kính thưa quý vị khán giả, nếu như có những đóng góp cho chương trình, xin quý vị hãy để lại comment ở bên dưới hoặc là viết thư cho chúng tôi. Một lần nữa thì Phương Thúy xin thay mặt cho ekip làm chương trình cảm ơn quý vị đã theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.